of AHS. Thầy Phạm Đức Quỳnh, Giám đốc hệ thống chương trình quốc tế bậc trung học. And all the foreign and Vietnamese teachers of grade 12. Và toàn thể các thầy cô giáo đã đồng hành cùng các em học sinh lớp 12. Ladies and gentlemen, it is our distinct privilege to introduce to you the assistant to the CEO of GAIE, Ms. Trần Thị Lan Chi. Và xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Lan Chi, trợ lý tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu. I would like to introduce the representatives of our teachers on the stage. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện hội đồng giáo viên trên sân khấu. Dr. John Charistis. Tiến sĩ John Charistis. Ms. Đỗ Huỳnh Thanh Thủy. Cô Đỗ Huỳnh Thanh Thủy. Dr. Jose Ruel Santurel. Tiến sĩ Jose Ruel Santurel. Ms. Đinh Thị Hằng. Cô Đinh Thị Hằng. Ms. Chu Thị Bích Nga. Cô Chu Thị Bích Nga. Ms. Lê Thị Thanh Hoa. Cô Lê Thị Thanh Hoa. Dr. Robert Vernon. Tiến sĩ Robert Vernon. Mr. Eddie DeBont. Thạc sĩ Eddie DeBont. Ms. Đặng Thị Thúy Hằng. Cô Đặng Thị Thúy Hằng. Mr. Quinn Kim Thai. Thầy Quinn Kim Thai. Mr. Nguyễn Văn Long. Thầy Nguyễn Văn Long. Mr. Wilfredo Meneses. Mr. Dang Thang Phong. Thạc sĩ Đặng Thanh Phong. Mr. Dương Phúc Thiện. Thầy Dương Phúc Thiện. Mr. Nguyễn Thanh Cường. Thầy Nguyễn Thanh Cường. And Mr. Thomas Pasley. Thầy Thomas Pasley. In this special ceremony today, the school board would like to send all the best regards to the parents and the students. And now we'd like to invite Ms. Van Thi Thien Ha, the Executive Vietnamese Program Manager of AHS, to the stage to give a speech. Kính thưa quý vị, nhân buổi lễ đặc biệt ngày hôm nay, Thạc sĩ Văn Thị Thiên Hà, Giám đốc Hệ thống Chương trình Việt Nam Bậc Trung học, đại diện cho Ban Giám hiệu Nhà trường gửi đến toàn thể quý phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh những tình cảm và mong ước đối với các em. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý phụ huynh, kính thưa quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trong không khí trang trọng của buổi lễ tốt nghiệp hôm nay, tôi rất là vinh dự và tự hào vì những thành quả các em đạt được. Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, tôi có lời khen ngợi và chúc mừng các em đã đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Kính thưa quý phụ huynh, quý thầy cô giáo, thành quả ngày hôm nay chính là sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các em trong suốt năm học, là thành quả của rất nhiều công sức,
sự tận tâm, lòng nhiệt huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của quý thầy cô giáo bộ môn. Và hơn hết là sự tận tụy, tình yêu, lòng nhiệt thành của quý thầy cô giáo quản nhiệm đã chăm sóc, theo dõi các em. Là kết quả của sự hợp tác tích cực giữa quý phụ huynh với nhà trường để giáo dục các em có được kết quả ngày hôm nay. Lễ tốt nghiệp hôm nay là kết tinh của sự gắn bó giữa thầy và trò, giữa nhà trường và gia đình. Thành công của các em cũng là thành công của thầy cô giáo, thành công của gia đình và cũng là thành công của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục. Tôi thay mặt nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, quý phụ huynh đã tin tưởng nhà trường. Các em thân mến, lễ tốt nghiệp hôm nay là dành cho các em. Là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất, là niềm vinh dự của các em. Các em có quyền tự hào về kết quả học tập của mình. Các em đã bước qua một chặng đường với bao gian nan thử thách để đến được mốc quan trọng của cuộc đời mình. Cô chúc mừng các em đã có một nền tảng vững chắc để tiếp bước vào con đường đại học trong và ngoài nước. Và sắp tới đây, trên con đường tương lai phía trước, các em sẽ gặp những cơ hội thuận lợi, song cũng không ít gian nan thử thách. Mỗi em sẽ có một lựa chọn riêng cho mình. Nhưng dù lựa chọn con đường nào, ở hoàn cảnh nào, thì điều cô muốn nhắn nhủ đến các em là các em phải luôn nuôi giữ chí tiến thủ và lòng ham hiểu biết trong suốt cuộc đời mình. Với cái niềm tin và lòng quyết tâm của các em, thì cô tin rằng các em sẽ trở thành thế hệ tri thức mới, đáp ứng được sự kỳ vọng của gia đình, của nhà trường, cũng như là xã hội. Thành công của các em sẽ góp phần làm rạng danh cho ngôi trường quốc tế A Châu. Cuối cùng thì tôi xin kính chúc quý thầy cô giáo, quý phụ huynh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Quý thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025-2026. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Thank you, Ms. Hà. Xin cảm ơn cô Hà. Next, we'd like to invite Ms. Do Huynh Tan Thuy, the teacher of class 12-1, to come to the stage and give another speech to our students. Và sau đây xin kính mời cô Đỗ Huỳnh Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12-1 lên có đôi lời phát biểu với chúng ta. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tốt nghiệp, hôm nay tôi vinh dự được đại diện cho tập thể các thầy cô giáo và nhân viên của trường có đôi lời tri ân trong buổi lễ tốt nghiệp năm học 2014-2015. Năm học 2014-2015 là một năm học đầu tiên mà Bộ Giáo dục Đào tạo áp dụng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây cũng là một vấn đề rất là khó khăn và vất vả đối với cả thầy lẫn trò. Chúng tôi rất lấy làm lo lắng và suy nghĩ phải tìm ra phương hướng nào để mà giúp học trò thân thương của mình vượt qua những khó khăn này. Và rồi, từng bước một, chúng tôi đã dẫn dắt các em lĩnh hội tri thức, động viên, chia sẻ và đồng hành với các em trong suốt năm học vừa qua. Tôi không thể nào quên những ngày tháng mà cô trò đã trải qua, những kỷ niệm gắn bó thân thương, những đêm lo lắng về các kỳ thi của các em và những giọt nước mắt bệnh rịnh trong buổi chia tay. Tôi luôn nhớ mãi khuôn mặt đầy lo lắng của phụ huynh khi trao đổi cùng tôi. Thế là các em cũng cảm nhận được tất cả tình cảm mà ba mẹ, thầy cô dành cho mình. Các em đã nỗ lực phấn đấu học tập để đạt được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Các em học sinh thân mến, là một giáo viên chủ nhiệm, cô rất hạnh diện và hạnh phúc vì các em. Cô cảm ơn các em đã mang lại cho cô niềm vui. Cô cầu chúc cho các em luôn đạt được những thành công trong sự lựa chọn của mình. Rồi đây, mỗi em sẽ bước một con đường đi của mình. Các em sẽ gặp vô cùng khó khăn vất vả. Nhưng các em đừng lùi bước. Các em hãy nhớ rằng, bên cạnh các em lúc nào cũng có ba mẹ, thầy cô và bạn bè dõi theo chia sẻ cùng các em. Kính thưa quý phụ huynh, để các em đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự tin tưởng của quý phụ huynh đối với nhà trường chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị luôn niềm tin đối với chúng tôi.
Tôi xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo bộ môn đã tận tâm dạy dỗ các em trong thời gian qua. Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Trân trọng kính chào. Thank you for your kind words. Cảm ơn lời phát biểu chân tình của cô. On behalf of the foreign teachers, we'd like to invite Dr. Wilfredo Menese to come to the stage to give a speech. Về phía giáo viên nước ngoài, xin mời tiến sĩ Wilfredo Menese có đôi lời phát biểu. Good morning. A warm welcome to the Asian International School's 2014-2015 graduates. Before going further, let me greet parents, guests, AIS, and SIU faculty and staff. This significant culminating event is possible because of your effort and perseverance you graduates have exerted in your studies for the last couple of years. Your high school education would not have been possible without the support of your parents, your teachers, and with that, my sincerest appreciation. As I go further, I remember the statement, bloom where you are planted. You will go to different cities. Some of you will go overseas for your education. But I want you to remember this statement because life after high school is not at all easy. It's a challenging life out there. But again, I would like to repeat that statement that as you leave the four corners of the Asian International School and as you pursue your university degree here in the country or overseas, make a promise to yourself and to your parents, complete your university degree. Second, complete your university degree so you would be a better son and a better daughter to your parents. And then, most importantly, I believe, for you to be a better and productive citizen of this country. With that, congratulations and thank you so much. Thank you for your kind words. Xin cảm ơn thầy. And now, ladies and gentlemen, let's enjoy the sweet melodies of Count on Me with the performance of students from Cao Thang campus. Và sau đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc Count on Me với phần trình diễn rất đặc sắc của các học sinh đến từ cơ sở Cao Thắng. Thank you.
Hey, thank you for your vibrant performance. Xin cảm ơn phần trình diễn của các em. With the success our students get, we can't forget all the dedication and enthusiasm teachers and staff have given over the past year of study. So we would like to invite the following teachers to the stage to be commended. Kính thưa quý vị, bên cạnh những thành công mà các em học sinh có được ngày hôm nay là sự đóng góp tận tâm hết mình của đội ngũ giáo viên của trường. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta hãy cùng tri ân quý thầy cô. Thầy Huỳnh Kim Tài. Thầy Phạm Quang Mỹ. Cô Chu Thị Bích Ngà. Cô Lê Thị Thanh Hòa. Thầy Trần Văn Long. Cô Lê Thị Giáng Hiền. Thầy Nguyễn Hoàng Kiệt. Thầy Nguyễn Quốc. Cô Trần Thị Thúy Vượng. Cô Nguyễn Thu Hà. Cô Võ Thị Hồng Yến.